quan đi mẹ thương nè, về cơm nha. Ủa anh Thông, ủa Liễu, anh mới về hả? Anh mới về. Ôi ôi, anh giờ nào vậy? Anh mới vừa về tới xe vừa đưa anh tới chỗ cầu luôn nè, anh lội bộ vô trong nhà nè. Dữ gì sao trời ơi, mới có 2 năm không gặp thôi mà thấy anh ốm hẳn ra ha. Gì vừa trong đó đâu có lên ký nổi rồi. Ôi ăn uống không được gì hả? Đúng rồi, ăn uống đâu có được. Trời ơi, dạo này con ta bảnh tỏn dữ hen. Trời ơi, mặc đồ kìa. Trời ơi, cũng gây dáng lắm chứ bộ à. Được không? Được. Đi về nhà. Về nhà làm gì? Ủa? Cháu em hả? Cháu em đâu? Con em á. Chào chú đi con. Ngựa cũ của mẹ nè. Chào ba đi con. Gì ba anh? Cái gì? Chứ con ai? Không phải con anh à? Anh nghĩ sao anh mơ rồi đó, em với anh quen nhau có nắm tay không mà đâu ra lội ra con hay vậy. Trời ơi, ông làm cho tôi gà với nắm tay đẻ ông nội. Con em với chồng em. Chồng em đâu? Hả? Chồng em hả? Hồi sớm giờ em đang đi kiếm mày nè. Trời ơi, giờ này phải. Ủa? Em chồng anh. Bạn mới về hả? Khánh. Ơn Khánh. Gì bạn nhận như vậy? Ủa, lúc tôi đi tôi nhờ bạn coi bồ mình giùm mà. Trời ơi, tôi coi bồ giùm nè. Giờ coi được ra đứa con luôn. Trời ơi. Mới về hả? Phải không? Mới về hả? Mới về. Nhà này thấy anh khác dữ hen. Đúng rồi. Bảnh tỏn dữ. Trời ơi. Giờ nhìn Khanh có phát tướng quá ha. Chồng em mẹ, cho nó càng ngày nó càng ú gì đó. Ơi. Mới có 2 năm trời thôi mà thấy nó cái gì cũng khác chân. Đường quê bây giờ mình đổi thay dữ lắm. Mà giờ đường cỏ nhiều hơn xưa ha. Xưa đâu có cỏ đâu, giờ cỏ quá trời. Vậy thôi nha, tôi về nhà tôi làm mồi xíu qua nhậu nha. Ừ. Em ở đây nha. Ôi. Anh về trước nha. Ok ok, xíu em về. Nè, thằng An đi, ngoan đi, ngoan mẹ thương. Ôi. Liễu. Gì vậy? Sao em nỡ em đối xử với anh như vậy hả Liễu? Đối xử gì vậy anh? Lúc xưa em hứa với anh là sao? Em hứa với anh là còn khóc lóc, em hứa với anh là 2 năm đợi anh về mà cưới em mà Liễu. Sao giờ tự nhiên ra thằng này lấy thằng bạn anh luôn là sao vậy Liễu? Ô mắc giải thích anh nghe đi Liễu. Có gì đâu giải thích anh. Thống ngoan đi nè, sát lát cho bú nè. Đi về liền, đi về liền. Gì? Đi đâu? Đi về liền. Mới kêu anh à? Đâu có đâu. Tôi kêu thằng con em. Thằng con em cùng tên với anh luôn á, tên Thống luôn. Cái gì anh con cùng tên anh là sao? Trời ơi, em nói cho anh nghe, lúc mà em đẻ nó em không biết lấy tên nào, đừng em nhớ đến bản mặt của anh. Cái tên em lấy lên đặt tên Thống luôn. Giờ nó tên Thống. Chào chú đi con. Mà mặt nhìn cũng giống anh lắm hả? Anh mơ hả? Nghĩ sao mặt con em giống anh? Anh nói tao hàng xóm tao nghe tao kỳ dị, mới công đang nói con anh nữa. Con em với chồng em. Chứ anh làm gì nghèo cứ ngày xưa có cửa mà lại ra được thằng bé này. Thôi đi trời ơi anh ơi, anh cũng thông cảm cho em đi. Chứ anh nghĩ sau 2 năm anh đi bộ đội, xong rồi ai biết được anh vô chồng anh có đi luôn hay không, có về không. Không phải. Ý là em nói anh đi luôn, anh về anh có chờ em không thì thì em cũng mới hốt luôn bạn của anh nha, để kiếm người nương tựa chứ ở nhà mình ơn em gái đứa làm được gì đâu. Nên chú thường chú thường. Không phải cha, cái này là chú, cái phải cha ở nhà kìa nha. 2 năm trời vô chổng chờ đợi cái ngày về, bây giờ anh thấy như thế này trời lắm mẹ gì anh ơi, có mẹ đâu chờ. Ơi không duyên không nợ thôi chứ sao giờ. Thì nói chung là em cũng không biết nói sao nữa, thực sự mà nói thì sao. Cha hả? Kêu cha hả? Kêu cha hả? Không, cha ngoài kia gần này không có cha nha con. Dạ. Thì thôi thì chứ bây giờ mình không duyên không nợ thì thôi mình làm bạn cũng được nha. Anh buồn thiệt luôn Liệu. Làm gì buồn? Ngày xưa em nói đợi anh 2 năm. Ờ. Bây giờ thì anh vô chổng anh gán chờ đợi cái ngày quay về để tìm em. Ờ. Bây giờ lại thấy cái cảnh này. Đó, anh không ai hiểu cho em chứ anh. Trời ơi, anh kêu con gái đứa tao đợi 2 năm trời. Mắc mới phải đợi anh 2 năm. Hai năm nữa em cũng phải biết nương tựa vào ai để em sống qua ngày chứ, anh nghĩ sao vậy? Em biết em là sao ngày xưa em hứa hẹn dữ lắm mà. Xưa em khóc lóc anh tiễn anh đi, anh khóc lóc em hứa hẹn dữ lắm mà Liễu. Hứa là một chuyện anh ơi, có làm được không là một chuyện. Ai hứa không được. Quan trọng có thực hiện được không. Hứa là từ cơ miệng lại nói thốt ra thôi, chừng nào mà thực hiện đi lúc mới tính nha. Ai đâu rảnh không đâu mà đợi anh 2 năm trời. Ơi 2 năm chứ phải là 2 ngày đâu anh, ít ổi cái gì. Anh đi em biết là anh buồn đó, em buồn cũng kệ anh đi, liên quan gì tới em đâu. Em có biết là 2 năm vô chổng anh cực nhọc mỗi ngày, anh đều nghĩ tới em không Liễu? Đều nghĩ tới mỗi ngày mà anh đều nghĩ tới 2 năm trời anh suy nghĩ anh ra được rồi, giờ về thấy anh ấm thằng con.
biết là anh thương em, anh đợi em rồi anh ơi, nhưng mà cái thương nó cũng không có quan trọng bằng cái tình, anh hiểu không? Hai năm đó người ta biết cho em biết bao nhiêu cái tình. Giờ em lỡ nào phụ bà, bây giờ cho em luôn thằng cục này luôn nè. Rồi mà thôi đi, xíu qua nhà chơi nha. Dạ anh về chuẩn bị mồi cho anh coi nha. Nha, xíu qua nha. Mẹ. Ủa về. Đây coi mẹ coi. Có ốm được tí nào không ta? Ủa mà má, cái gì con? Cái chuyện đó là sao vậy má? Chuyện gì? Chuyện của con Liễu. Để đứa con đá đồng tiền ghê á. Má nó mới về, nó gặp má nó chưa hỏi thăm nữa mà hả? Giờ nó hỏi thăm tới gái liền. Thì con mới vào đầu đường vô thấy nó ẵm đứa con kìa. Bây giờ nó có con với thằng bạn con luôn là sao vậy má? Mày nhắc tới con ôn dịch đó chi nữa tao thiệt á, mẹ con nhà đó nói tới tao ứa gan. Mày vừa đi chưa đầy 20 phút á là thằng đó lại rước nó đi chơi rồi. Mà chạy ôm xà nẹo ngoài đường á. Má mày qua má mang vốn mà bà Sáu. Rồi cái hai mẹ con nó sống đầu vô chửi má lanh bành luôn, không còn gì hết trơn. Giờ về tới nay, hai năm nay tao nói chuyện tới đâu. Bây giờ đi rồi tao hỏi cưới con Bích cho mày, đừng có lo gì hết trơn á. Thiệt á, đừng có con Liễu, không có con Liễu, còn con Bích còn có con gái sớm này đầy. Không mấy giờ đi vô đi tắm rửa gì đi rồi ra ăn cơm nè, rồi đi chở má đi công chuyện, đi qua lên thăm bà nội nữa kìa. Yeah. Hết nói nổi. Liễu ơi. Ủa Thắm có về nào vậy? Con mới vừa về tới. Ơi qua chơi. Cái ngồi giấy kìa. Ủa mới qua chơi hả anh? Trời ơi nè nè, mà ấm thấm không con ơi? Trời quá nè, con gì mà ấm gì, khỏi ấm đâu. Không con em cháu ngoại Sáu nè. Qua ngoài nè, nhanh lên đi vô ra xì khổ he. Rồi rồi đi qua bạn lấy nước cho Thắm uống đi con. Ôi chút rồi ok nè. Hai cái thấm quá trời để má ẩm nó ra nha. Ôi con cái mà không khóc suốt ngày. Anh uống đi anh. Vô cho cha cái nó đính liền luôn vậy đó. Ủa cha nào thiệt má? Cha nó đang làm ngồi nhậu kìa, anh em thấm về làm ngồi nhậu gì kìa. Dạ. Trời ơi dạo này đi thời gian dở gì con. Ủa cực dữ lắm hả? Chụp cực lắm á. Dạo này má với Liễu nhà sinh khỏe họ cũng khỏe. Còn bác tiếc ghê á. Phải chi hồi xưa hồi chút xíu nữa là con làm ghẻ bác rồi. Ôi bây giờ số vậy cũng biết sao giờ. Rồi về tính làm gì anh? Bây giờ về chắc con đi học nghề quá. Thôi ta lấy vợ kêu đẻ con gì con Liễu đi. Chứ giờ thấy Liễu kìa thấy chưa. Ồ một cục vậy đó. Nhà mấy nhà con Sáu dữ mà chết vậy. Bây giờ con đi học nghề xong cái có nghề rồi hả, lấy vợ sao cũng được. Thấy tay hỏi chưa Liễu. Ai nhường chồng con cho mỗi suốt ngày cứ ăn rồi đi nhậu uống bờ bạc suốt ngày mà chết được thì cũng mày không đó. Giờ không lấy thì giờ bỏ chồng của em là thống chết. Thôi lâu 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 ấy xưa chết thôi. Hai năm đi ra cưới mà không chịu. Ôi hoàn cảnh đẩy đưa anh ơi, ai đưa em đẩy rồi biết đấy rồi. Không phải chỉ là hoàn cảnh nha, em có le quá thì khác nhau quá. Bây giờ anh đi rồi ai biết được chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì bạn anh nó cũng chăm sóc cho em, mà bây giờ lỡ đến với nó làm sao giờ. Bạn nói nghe anh, đi mua đồ về được nhiều tiền nha. Nhiều gì nhiều tiền, nhiều tiền không? Đi mua đồ về cũng được vài chục á. Vài chục lắm hả? Ôi, vài chục chỉ thêm một cái một khóa học nghề miễn phí ha. Cái dài học nghề nhiều lắm giờ. Tiền đấy nghe, cho em nữa được không? Học giỏi không cầu với em, lấy tiền của anh. Ôi, thấy đâu tụi hồi đó bác kêu gọi ghé đợi nó về đi, không chịu đâu. Thì bởi vậy mới nói phải nó đợi anh thống về là được rồi, ai biết được. Ôi, như không thì tự nhiên thấy ông chồng gan xương. Trời ơi, thấy con, thấy thương, em thương con nó xinh vậy đó. Thôi mà thôi, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Nói ra nó coi thấm sao rồi. Để coi làm đồ nhậu xong rồi bỏ nhỏ không biết sao. Bỏ đi chơi chút nha. Ôi Liễu, sao anh? Hay là giờ về em bỏ chồng cho anh đi. Anh cũng hả? Cho anh nghĩ sao em bỏ chồng theo anh vậy? Cái sớm này không biết em với Khanh lấy nhau bỏ theo cái người ta nói em sao, ta nói em là hư răng mất hết sao được. Nhưng mà cái thằng đó nó không tốt, nó đánh bại đánh bạc, nó không có thương em. Ôi nhưng mà không thương cũng lỡ, và hai đứa có con rồi giờ thì không thấy bỏ chồng theo anh. Kệ
anh nuôi luôn cũng được, giờ bỏ nó đi cho anh nuôi luôn cho mẹ. Sao ta nói tại vì nghĩ chết, mặc dù thương anh lắm nhưng mà em cũng biết làm sao bây giờ được chứ. Cái liệu anh đi em đi liệu cho anh đi liệu. Thôi em có theo anh được mà, đi mà liệu. Thôi anh có theo em được, anh làm ơn giữ tư trọng giùm em, đừng có nắm tay nắm chân em nè. Mất công người ta thấy mất công, ta nói em á là tư trọng mất hết, giữ tư trọng giùm em cái. Em nắm tay anh luôn á liệu. Thôi em nói anh đừng có làm em khó xử nữa, thì cái em rất là khó xử với cái chuyện này luôn. Đi mà liệu. Thôi rồi hỏi xong rồi kìa, có ghế hộp của bác Sáu ở ra nhậu đi. Giá này á, đừng kêu lên ba ghế hộp gì. Ờ ô chồng hộp mình đó hộp. Rồi đi ra hỏi xong rồi nhẹ đi ra, đi ra nhậu nè, sao đi ra nói sao nha. Rồi đi ra. Đi đâu? Đi đâu hả? Hả? Ủa ba làm gì chính? Thông quá ha. Ôi bác chính qua chơi hả? Khỏi cái thông ở đây. Còn mày nữa, mới về dục dục ca cái là đi dục dục ca đi. Thì có tao thà mẹ ở trển luôn cho gọi mày về, cái mày đi không bao giờ ở nhà. Ta đi qua thăm bác Sáu mà nói gì vậy? Cho thăm không có thăm. Thế sao trời? Nghe nè. Ôi hai năm nay con không qua thăm bác Chính được á, là tại vì á, trời ơi con ở mà nghe bác Chính bệnh á là con khóc gớt nước mắt. Rồi con nghe con buồn lắm, tại vì cái con cái gia đình bận quá không qua thăm bác Chính được. Con buồn lắm vậy, tính chiều nay qua thăm bác Chính luôn tiện cái thống về. Trời ơi tính chiều nay luôn. Hai năm nay thì chiên thống về cái tính chiều nay qua thăm. Ôi mà ơi bà thông cảm thôi. Ơi, con cái cái lùm lùm đi đi. Không có thông cảm gì hết trơn á. Nói nghe nè, hồi xưa mẹ con bà chửi tôi sao? Có đâu, ai đâu chửi còn gì. Nói cái mỏ không dành, mỏ méo với tung trời, y chang bác luôn cái mỏ. Ý dạ không phải con gói bác là con gói quá nha. Mày thấy mình sáng mắt mày chưa có mẹ ở đây mà nó còn chửi má vậy. Không ai chửi đâu, không ai chửi luôn. Cái lúc mà mày vừa bước đi ha, hai mẹ con nó tấn công má như thế nào mày không biết đâu. Mày không biết cái cảnh nhục nhã của tao khi bước ra khỏi nhà. Tấn công, trời ơi. Hai mẹ con nó chửi tấn công còn cái gì luôn. Nhà mà có bốn ngọn đèn dầu là tắt hết. Trời ơi, chị ơi, chị cứ nói quá chứ nè. Trời ơi, gì mà là làm người ta nghĩ sớm, ai mà dám chửi chị. Tự làm nghĩ sớm. Thôi bây giờ thống nó về rồi. Thôi bây giờ mình ăn đi bác. Thôi không muốn gì trơn á. Thôi nó nghe nè, nhà tôi con tôi đem tiền về có đầy đủ đồ ăn hết trơn. Đừng lo. Đi qua đây, đứng đây đứng. Mẹ ơi. Thôi đi bỏ vậy rồi mấy con bà. Nha, con tôi mấy con bà đừng đụng vô con tôi nha. Bà nói gì, hồi xưa bà nói gì hả? Bà nói con Liễu á, con bà hả, biết bao nhiêu người theo đuổi này kia, đâu có phải chờ thanh xuân, không có để thầy phí thanh xuân. Đúng mà, đúng mà. Xong rồi hả, bà gả nó cho anh rồi giờ nó được cục con, thì giờ vợ chồng hạnh phúc đó. Thằng kia ăn nhậu đó, đó quả báo của mẹ con bà. Cái đó là quả báo của mẹ con bà. Còn con tôi bây giờ về, bà còn nói mà thà đừng đem đi gả, đi cưới một bích cho con tôi. Thì bây giờ tôi đỡ nó về, tôi chuẩn bị cho tôi đi nói một bích cho nó nè. Nhưng mà bà con trai bà đâu có chịu một bích đâu. Bà nói đâu cho bà chịu, còn không hả thì dọn ra khỏi nhà tôi. Thôi buổi này mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Xưa rồi Diễm ơi, xưa rồi bà chính tôi. Tôi thà là đặt con tôi ở đâu, tôi thà con tôi ở giá, không bao giờ để cho con tôi cưới cái ngữ này. Ê cái ngữ này là sao bác? Nãy giờ tôi nhịn bà nghe ngữ này là sao hả? Con mày về tôi qua tôi thăm hả? Thăm tôi rồi giờ hả? Rồi bà nói gì lợi dụng gì? Tôi lợi dụng con bà được gì? Ăn được kìa bà nói lợi dụng kìa. Con lấy bộ đội về được chắc mấy chục triệu mà lên mặt dạy đời tôi hả bà mẹ kia? Nó mấy chục triệu mà lợi mấy trăm triệu. Chứ là con lợi dụng. Chứ chẳng phải hả? Con ghẻ nhà ai á, vợ ăn nhậu bài bạc lè lẹ cả tối ngày. Thế lẹ lẹ không đi đầu trên sớm dưới á. Thang nói cộ dồn khanh nhà tôi hả? Còn con Liễu nhà tôi nó khổ quá hả? Nó cướt bớ phải. Thế không khổ luôn, đêm nào cũng sướng hết trơn, không đi nào khổ cả. Sướng vậy bây giờ. Ôi. Ở đây ngồi đây nói chuyện hoài làm gì? Ủa? Bây giờ Thống lại đuổi nó về đi. Bắt gì? Ôi bắt cầm bắt nó vậy nha. Anh Khanh Thống lại có mấy gì đuổi. Trời ơi, khách tới nhà người ta cũng phải tiếp đãi hồng. Đừng có để tao thấy lén phé nha. Đừng có để tao thấy lén phé đi thằng con tao nha. Không có còn là dễ sớm gì hai năm trước rồi ha. Đừng bao giờ mình xấu tao đi về. Đi về đi. Tao về tao cưới một cho mày á. Khoan. Em muốn về lễ anh nó liệu không biết. Đâu có đâu, tiền nước 10.000, trả chai nước anh uống nãy 10.000 vậy. Trả tiền chai nước đi tính gì đến. Cái nào ra nấy sòng phẳng đi. Dạ. Cảm ơn nha. Khoan, đi tẩy 2.000 nữa. Trời em chơi sát vốn nhanh vậy luôn hả? Dạ. Thôi, thấy giờ rõ ràng thấy chưa? Con này một đồng người ta nó cũng ăn nữa chứ, cho chi mà yêu đương. Đi về. Vậy nói chuyện sau nha. Mày bớ nói chuyện sau đi. Trời ơi, đi về đi. Đi đi. Lấy qua được nó tự chặt. Ôi dạ. Về có 130 triệu làm thiết kiếp. Nhìn cái này anh đẹp trai quá hay má. Anh đi vô. Nè. Mặt tình. Ở gì nó tao nói mày rồi. Đợi đứa này không chịu. Ai biết được. Ai biết được là bây giờ nó khác gì. Ôi về được một bổn luôn á. 40-50 triệu giết nổi gì đâu. Thì bởi vậy mới nói. Mà mày gớ được cái con mẹ chính dữ lắm. Mẹ chằn lửa chằn tinh dây nhện đó. Thì bởi vậy
giờ chị cũng lỡ rồi, bây giờ lấy ra cứ tính gì bỏ chồng theo thống lượng ta. Tại vậy nghĩ hả? Cao ôi, cô và hách mày luôn. Miễn đời nay nó nói kệ ma, kệ họ đi má ơi, nghĩ sao mình hạnh phúc được rồi. Thôi con lại bà, ơi bà, con cái mà lùm đề đề đó bà. Cảm con thấy thấm luôn, bình thường mà nó kia con mời ơi là trời, mày nghĩ sao vậy liệu? Mày cho nó hỏi chai dượng hả, mày chưa chắc gì hả, nó nuôi con hành hết á. Chị tính sao? Làm tình, bởi vì cãi đời tao thì